xinh hay cưng cưng trẻ nó nhìn giống mình cái vậy. Chị hả? Trời ơi, lớp dương dương bạc bạc. Ông nội nuôi sao hay lắm. Ông nội nuôi sao hay lắm hả? Biết sao không? Người xuyên gặp cố nhân. Người xuyên gặp cố nhân. Tại vì nhà em gặp chị Kim Ngân á, em vui á, chị Kim Ngân làm em vui á. Tới lúc 12 giống Phật Si con nhìn không ra. Vậy bữa nay là sao bảnh quá vậy? Sao gì hai bảnh quá vậy ha? Bảnh nào là thiếu nào cũng bảnh á. Bây giờ gì hai phải làm tóc nè. Dạ. Vậy hai phải nhuộm tóc lại nè. Dạ. Ha. Rồi chị Kim Ngân hát cho em nghe nha. Dạ. Rồi em nhuộm tóc nha. Thôi vậy hai em hát. Thôi vậy hai làm tóc rồi. Dạ, hát con nghe bài được nhiều. Thôi. Mà chị Kim Ngân muốn đi học cái gì mới được? Muốn đi học ngành gì? Học basic giống như là highlight hay cái gì đó. Oh yeah, đi học tạo tóc ha. Đúng rồi. Hôm nào à? Mà chị Kim Ngân có giấy tờ không? Để mình đăng ký không? Để mình lấy gì hai điền cái gì đó. Để xem. Dạ hai điền, ví dụ như dạ hai gọi gọi cho mẹ hả? Gọi cho cô Hương cho bà đó, bà giữ giấy tờ con. Bà nào vậy? Con của bác hồi nãy. Bác nào vậy? Em đâu biết đâu. Bà của Sen. Sen gì á? Là cái gì mà không quan tâm. Còn quá khổ. Dạ.
giờ đi, rồi xong rồi về hai dẫn em dẫn chị Kim Ngân đi ha. Yeah. Đi apply. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá tuyệt vời luôn. Dạ, hay quá. Thank you.
chưa hết buồn. J'allais bien sûr ce soir on nous il me sourit et fait la peine auprès de son âme mais le bras de teint qui est très simple. Cung chúc tăng xuân hả? Cung chúc tăng xuân. Ở mua đồ nhất. Là chúc mừng năm mới phải không? Ừ. Trên chị Bích á. Dạ. Trên chiếc 10 chiếc là bây giờ mình chở chị Kim Ngân về nhà. Tối nay thì em có tiệc mà không có dẫn chị Kim Ngân đi được. Má đừng có nói lớn. Kệ. Kệ hả? Ta biết cái gì ta. Cái bổn phận con tới lúc nào. Có buồn không? Chút đỉnh. Chút đỉnh hả? Nhiều má nói gì. Thấy thương quá à. Nhiều, nói nhiều câu vui mà vui dễ thương chút đỉnh. Ít gặp ông nội nhưng mà nói là gặp ông nội thường thì có tình gia đình á. Tình thương gia đình đúng không? Gặp ông nội đã có tình thương gia đình rồi. Ông ngoại sợ quá anh nói ok Ngân làm đại đi con. Ngân làm đại đi con à. Ngân dễ thương lắm.